Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào cô chú anh chị nha. Chiều mấy anh em thăm câu với cuốn lú xong hết rồi mình chạy vô trong bờ các bạn. Đăng clip hơi trễ, Phương mới đăng xong. Bây giờ mấy anh em chuẩn bị nấu cơm, ăn cơm chiều nha các bạn. Ăn cơm xong rồi chắc nếu mà tối không mưa mấy anh em đi săn các bạn ơi. Mong là không mưa chứ đêm nào cũng mưa chứ. Nói gán để tối mấy anh em đi săn mà chưa có cái clip đi săn nữa. Nãy là không gài mấy đêm rồi. Nãy tính liều mạng chạy ra ngoài câu cá luôn rồi. Chơi không ở ngoài biển khơi luôn rồi. Màu mày sáng quá. Không được sáng. Mày thấy mấy con cá đù với cá ốp rồi bữa hổm mấy anh em câu với cá ngát này kia thấy cũng mê các bạn. Câu thấy cũng hấp dẫn quá à. Xuống đây mới câu được có buổi một tí xíu à. Dông gió lên tới hôm nay luôn. Không biết. Mới ra có nửa đường thăm câu cá giò thôi là thấy quánh phủ mũi. Ra tới ngoài chỗ mà câu cá là hơi bị mệt. Ý đây mà còn này. Này món cá giò biển hôm qua các bạn mấy năm nấu lẩu nè. Hôm nay chừa lại nè, bỏ đồ bổ vô. Tiếp tục ăn cơm. Đây là món tép gam mặn. Tép bữa nay được cũng ký mấy tép nữa các bạn ơi. Mấy miếng dừa nè, dọn ra ăn cơm luôn. Trời ơi, mua đồ bổ thêm lặn bỏ vô nè mà chị bán đồ bổ, chị bán đồ tươi chỉ ra ngoài kia chỉ có chút xíu chuyện chút xíu đại thấy chị quay vô rồi chắc đang bàn tính chuyện không cứ nói rồi đưa cái đó lên đi mình xử trước đi cái này sắc miếng ra đi miếng ra mình ăn với cái này luôn nè vừa ăn với cái này cũng ngon đỡ có canh nè thiếu đồ bổ nha các bạn như đậu bắp hay giá này kia chờ chỉ vô mua đang thả vô ăn mà chờ lâu quá thôi mấy anh em đói bụng rồi ăn trước rồi mua cái đó để mai ăn sau còn cái giòn nữa cá ngát nữa mà còn cái giòn cá ngát nữa lật nữa đấy anh em dính được con cá giò cũng ký nha các bạn với thêm được con lịch nữa là hai con lịch rồi đó còn cua biển rồi nó dễ chữ còn màu dữ lắm mà lú thì mấy anh em cuốn rồi nha các bạn ngày mai sáng tối nay mấy anh em đi săn xong mai anh em sẽ ra cuốn câu luôn cuốn câu cá giò luôn im thì ở chạy ra ngoài đó câu cá còn không im mà mình chạy về hướng Rạch Giá nha các bạn. Cặp mấy cái họng dàm cá mì dung ra mình lấy lưới thả mấy họng dàm trên mình ngon nó chín rồi thôi bỏ cái bếp ga xuống đi chơi nè lẩu luôn đi trời đồ bỏ lâu quá có mấy miếng khóm mấy miếng cà chua là chơi được rồi trời cũng là gấp cho bà cậu hôm qua gấp cho bà cậu phù hộ cho con cá dù nữa rồi đó sáng ơi kiếm 5 con ơi sáng em về con bự bự về làm quà cá bự rồi chứ không lẽ làm quà cá đói không kỳ quá hả à? Cơm đi xin mời cô chú anh chị ăn cơm nha Phương cũng xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng dùng cơm với mấy anh em nha bữa cơm chiều Thông cũng xin mời cô chú anh chị dùng cơm với ba anh em luôn nha ăn cơm xong rồi sụp tối trời kiểu này thấy im mà đi săn được rồi kiếm bạc khía rồi mới bạc khía rồi ha bạc khía hấp bia rồi cũng im mà sợ không được bạc khía nhái rồi đó nhái biển không mạnh mạnh không nhái hấp bia thầy ủa bạc khía nhái đó kho xả nấu cháo rồi cũng được giờ tối hả bạn mấy anh em bơi cặp theo mé này mình đi săn nha các bạn coi có bà khía nhái gì vậy? Rắn gì không lúc trước rắn nhiều lắm này nó chưa cạn mấy á
Hiện gắn nha các bạn. Cũng được ha. Im dịu. Có gì thôi luôn. Em ăn vô lú quá trời nhiều, ăn không được, bây giờ phải đi bắt. Đi kiếm từng con lú gắn bự nữa chứ. Chứ này mình đi mấy lần ít gặp gắn bự lắm. Gắn nhỏ mà, gắn bự nó đâu hay thiệt. Đồ dư hàng nó vơi lên. Trong này nó ra. Ngộ à, gắn ở hang dưới nước. Vậy mình gặp nước thì chết. Ừ. Gắn nước biển. Bắt kia kìa. Được không? Nằm ngay biển hang. Nó chạy lên cái là nó chạy. Nó lên đây. Vừa nhưng mà nó nằm ngay biển hang, mình lên động nó chạy. Thì ngày này mới thấy bự kìa, trên kìa. Trên kìa, trên kìa, đó. Ừ. Đó. Con nó nằm khai biển hang đó. Cái gì vậy? Cây. Chống mới không? Ngoài những cây. Nó nằm ở trên đó. Nó hé đó. Thấy không? Đó. Rồi bên đây, rồi bên đây nè Thông. Bên đây nè. Ừ, nghe đó. Bằng chiếc đôm đó. Chạy á. Chạy đâu. Dễ đi không? Thấy cũng được đó quý, đi trên đó bọn em á, kéo xuống. Trên đó rồi có không? Có dòng nó có bạc khí à. Lên đó rượt bạc khí đi. Ừ. Bữa đó mình có đem theo mấy cái ấy mà dở quá. Mấy cái lũng á. Lũng này này có chỗ lũng à. Có chưa lũng luôn à. Đó, dữ à, xúc đây. Giờ mấy anh em lên trên nha các bạn. Thấy vậy cho nó hay lắm, nó chạy lẹ lắm à. Gặp nó cái đi nhúc nhích cái là nó chạy rồi. Dễ bắt nó đâu. Chạy phải không? Chạy lẹ lắm. Nó vậy chứ phải dễ bắt nó. Ba con luôn. Nhẹ nhẹ ha, đừng nói chuyện, nó chảy à. Rồi. Hang hết rồi phải không? Hang chân luôn. Chạy. Ô nó chuyện nó chạy ơi. Ừ, mấy con cũng không bên đây bị bự không. Hang quá. Được thấp lên. Xuống đây. Ừ. Xuống đây nè. Nè. Không nó đụng đây nè. Đúng không? Phải hả? Nè nè, anh đây nè. Chạy như nó hai con đúng không? Ba con luôn á. Con bành bành ha. Nè. Đánh vô cây. Ô, vậy là hang cạn hả? Dạ. Dạ, 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 đẹp. Bị bự không nè. Con chà bá không à. Hang này sâu quá. Nè. Rồi, cái thông sao hên quất vô cái hang này ba con lượt luôn. Hang này sâu quá sâu. Hang cạn.
có ba con mạnh kia không nè. Có gì bỏ cái bị này nhà đi quên. Hả? Anh bị theo chi? Bên đem bị theo hả? Định gắn hả? Gắn đó luôn. Không không luôn. Nói ngay cái hướng đường đi mày gần gần cái đường đi chỗ xuống đi. Này mà nước dòng cái mình đặt gặp á. Mà cái này nước lớn nó tràn lên tới đây. Đặt gặp nó thâm liền. Ở đây mày tới hội ba khía chắc đã lắm trời, nhiều lắm mà. Nghe nó không sâu rồi. Tính đâu hai nó sâu chứ em nè. Này tới hội bắt đã lắm rồi. Đi làm cái này gì? Ừ. Thì chỗ nào trống đi. Đi rồi. Đi rồi không biết đường ra luôn. Vô rừng ngập mặn này nha các bạn. Chỗ nào như chỗ nấy giống hịch nhau rồi đi hay. Nhớ dấu dò đi trở ngược ra lại chứ. Này có hàng này nè. Rồi, hàng lịch đó. Này khô, ngày khô mình câu ngon quá. Đập xung quanh. Bà à. Bà khía. Khía bự bự luôn à. Nãy chụp được cặp nữa mới sướng kìa. Hai con. Đang tình tứ. Kìa 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 con trà bá luôn. Trời 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 trời. Đó đó, đang bò đó thấy không. Này hả. Xích tới đưa đèn cao lên tí xíu. Đó 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 đó. Mạnh kia luôn. Ôi nó xuống hàng. Rồi. Nó thấy nhích nhích ra nó xuống hàng kìa. Sâu rồi. Sâu. Hàng lên đầu tiên. Lúc có tay luôn. Bị khía bự mà. Này mà nói chuyện nó chạy quá nó nghe ơi. Mấy bà khía được rồi, mình bắt ở trên kia cặp mé lại bắt dễ ha. Mấy con này nó chạy dữ lắm. Rồi, xuống xuống luôn. Hay thiệt. Đây gắn nhỏ nè. Trước tao với anh Trung có đi bắt một lần rồi, khó bắt nó lắm mà rượt cũng chết luôn á. Sao mình ở trên kia mình gọi đèn nó lặng im hay ta? Nó cặp mé nước sao á. Mình nước phía sau mình đi này nghe tiếng động á. Cái tay mình đừng có dịnh vô mấy cái lá cây. À, nó bút không tới vô mặt luôn. Nghe ghê. Đây thấy dấu giòn ta đi cũng nhẩm hết trơn. Nó ở xa hang đó rồi. Được kịp. Hai con luôn nó thấy không? Đó. Ủm hai em luôn. Chạy hả mày, chạy hả mày. Dính con rồi, chạy con rồi thì dính luôn nè. Hai con. Ôi ôi, nhái nè, ôi ơi. Hả? Nhái. Nhái cả ba lửa. Nào, à. Nhái biển. Chụp, lắm. Chụp con, chụp con đó là. Nấu cháo thề. Chụp con đó là về là nấu cháo được rồi.
Đó là đàn anh bò kìa, bá lửa luôn. Cái hang nó ở trong gốc cây đó nha, nhẹ nhàng. À. Không chụp cái bẹp. Nghe cái bẹp. Hai gốc ở đây, con này con. Chạy ra, chạy ra. Con này hơi nhỏ. Ê, cái con bên đây nữa nè, con bên đây nữa nè. Trước mặt mày ngay 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 mắt mày luôn á. Này hả? Ừ. Nhỏ. Đó dữ luôn á. Hai con, con này chà bá lửa nè. Bây giờ cũng bộn gạo ha. À, có bao tay không, có bao tay không dễ bắt nó đâu. Không có bao tay nó miết tay mình lại. Để cái da nó nữa. Mày giờ nó tay không? Kẹp vô bao tay chứ không nó quất. Đau lắm bụng. Đâu có đau. Còn nó năng có cây. Lũng thịt ra máu thôi chứ đâu có đau. Bây giờ tôi đây, nãy đòi khỏi bao tay nữa. Bình thường, đâu có gì đâu, máu me gai thôi chứ bình thường. Đúng miếng máu hả? Ừ. Thể hiện chi cho nó chảy máu à? Ai da, cái này là hiểu rồi đó. Mình có bao tay thì mình bắt nó. Thể hiện mà mình cứ ai da hoài là cũng mệt lắm ạ. À. Nhiều cái ai da thành cục quá. Thành cục quá. Mấy tay chứ trời. Đợt đó ý là chụp có bao tay đó mà còn mấy tay nữa. Đây con nhái nữa bạn. Con nhái biển này nó bằng con ếch lứa của mình luôn á. Ủa? Nó đâu có nhảy xa. Nhảy xa luôn nữa nè. Em nổi rồi. Ú quá hả? Ủa kế đó còn mặt khía chụp bự luôn á đây ơi. Này nè con mặt khía nè. Nè thấy không? Đó. Ừ. Mặt khía chứ đi. Mặt khía chứ đi. Con nhái nó một rồi. Nhái rồi, nhảy lên này nè. Nhảy tốt thẳng luôn hả? Rồi đây nè. Nằm nó lên một rồi. Mấy cái gốc cây chùm này là bấy khía nằm chỏng ha. Ừ. Chứ rồi. Đó đó đó, lên lại đó. Nhất xíu lên lại vậy. Hai con nắm tay. Bụi không? Cái hàng nó bắt rồi, cái hàng nó sâu không? Sâu. Không, mất bây giờ luôn. Mà khía ở đây bụi luôn nè. Ừ. Cái đống nè. Nè, sắp bây giờ này rồi. Bành không. Gan dữ ta. Thập tay cho nó kẹp lôi nó ra luôn hả? Quá gan à. Ừ.
khí chạy vô hang của em thọc tay vô nhử cho nó kẹp cái lôi nó ra. Này bà khía bành thôi, bà khía cồ không. Rồi. Ôi giời, cá đối nhảy kìa bạn, cá đối con nó nhảy kìa. Ô. Đấy còn chuyện này. Sáng nước luôn. Ôi, đèn nó đâu nhảy tới đó. Ô ok. Đó còn rồi đó. À, như cái hầm kìa. Cái đó là lưới cỡ 2.5 phân bắt máy dính đó bạn ơi. Nhiều quá. Lưới của mình đưa xuống chỗ quất à. Này cái lú mà đặt ngang ra. Bởi vì lú nó chạy chịu gì nổi. Ngoài neo con. Này lưới 2.5 thà bao con cái. Hai con lưỡi con bự quá. Hai con tương đương nhau. Tương đương bắt luôn hai con. Tương đương nhau. Chưa nhỏ hơn. Con đó nhỏ à. Thằng nó nói để về làm gì kho gì ế rồi khóc ra chưa vô sát nè 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 nó ở đầu nè nó ở đầu nè nó ở đầu nè cứu đầu mới nó ở đầu nè mò mò ngay đó là dưới đó đó mới nó ở đầu đó nó đó à, ngay đầu dầm ừ nó ở đây trên mặt. Rồi đem về tới nhà nha các bạn. Thành quả đi bắt ba khía được như ba khía đây các bạn. Đi được mấy con rắn. Mấy con nhái nè. Mấy con nhái thả lại. Mấy con nhái thả hả? Ừ. Rồi, mấy ba khía giờ happy ha. Ừ. Đây là happy mấy anh em ăn nha các bạn. Bành không à. Mấy anh em lựa con mới ra hấp bia nha các bạn. Này con này còn nhiều lắm. Có mấy con chết rồi kìa, thấy không? Chết rồi bỏ đi. Rồi xong. Món bà khía hấp bia. Cái đó bỏ đi. Càng me. Càng me này mới ngon chứ bỏ gì vậy. Đây còn chuyện thơm phức ha. Ngon lắm. Tối đi bằng đi mò lội tới trong rừng nước ở trong ha. Rừng nước rừng mắm mới được nhiêu đó. Mày gắn mấy gắn cũng ngon ha, gắn nè em về coi nghe khuất mùi ấy. Mùi không? Cái này gánh bắt nhiều về muối tới công chuyện. Ừ. Mà khi muối phái chan cơm nước ăn cơm ngon. Rồi, giờ. Dạ. Rồi, xin mời cô chú anh chị đi nhé. Tao bắt cậu à. Cũng ghé bà cậu một cái. Cô chú anh chị đi. Phương cũng xin mời cô chú anh chị và các bạn luôn nha. Buổi tối mấy anh em hấp ba khía hấp bia làm xương xương vài ly đó các bạn. Thành quả mấy anh em đi săn đêm mới ba khía với hồi nãy ba bốn rắn vậy ha. Bốn con. Bốn rắn với mấy nhái biển thả luôn đó các bạn. Nó mạnh quá. Nhảy ngoài người ta. Ông tử này mạnh quá mạnh. Càng con nào hết biết nữa.
Rồi, xin mời cô chú anh chị luôn nha. Anh càng bà khía trước nha. Xong cũng xin mời cô chú anh chị bạn luôn nha. Chị không miếng càng bà khía. Rất ngọt. Càng thơm ha. Sạch ngược ngay luôn. Thấy càng ngọt kìa. Khế bự bự không? Thấy con này bành bành không? Gần miệng ngang quá. Nên đi nói chuyện nha. Làm cái hồi xuống hàng. Trốn hàng hả? Ừ. Cái cỡ này cỡ xuống hàng đó. Này mà được qua cái hội cái bắt quyết nhiều nói chứ. Cái chỗ đó bị ngập, chỗ đó nó không ngập mà mình đặt gập bà khía ngon ha. Ừ. Hang nhiều. Đó bằng ngày vô đó kiếm hang câu lịch cũng ngon. Ừ. Thấy hang nhiều ha, hang xì mài nhiều á. Nghe đạp nó xì nước coi nè. Mấy người đi bắt tay hay quá. Bắt tay hội thôi chứ bình thường ở bắt lịch đấy ha. Bắt lịch đó người ta chuyên nghiệp. Bây giờ hang ta biết ta chặn đầu người ta đạp. Ta đạp mấy cái hang ngách nó xẹp xuống hết nha, ta lặn xuống đạp bên đây đạp bên kia vòng hồi móc lên lịch. Thì mình đạp hồi mình đạp không hả gì? Đạp hồi không hướng vô luôn. Không biết có con gì chứ. Vô. Vô cái nè. Vô bạn nè. Cốp cốp nè. Vô bạn nè. Ăn này mới tới. Rồi xong. Anh em quất sạch rồi bác khía. Bác khía luôn. Rồi có mấy ly nghỉ các bạn ơi. Rồi sáng giờ bị dầm mưa quá cũng mệt. Uống nhiều mà sao vậy? Không có uống nhiều. Anh em lại xì xương vài ly ăn bác khía ngọt thịt ngọt thì chứ. Bà khía thịt ngọt quá. Bà khía là thịt không ngọt thì ai ngọt bằng bà khía nữa. Ừ. Cái này ngọt cũng hơi ít rắn nha các bạn. Vậy chuyến trước mình xuống quá trời rắn. Ba cái lú của mình không chết mình bắt mấy kilo rắn luôn á trời. Bốn là một bị luôn á. Ừ. Quá trời luôn rồi. Chết biết bao nhiêu nữa. Thấy hàm. Mạnh mạnh không? Mình để lại sáng ra thăm cũng nhóc đó. Ừ. Tại sáng mấy anh em tranh thủ sớm nha các bạn. Cũng sợ mưa gió nữa. Nên là thôi hồi chiều cuốn lú luôn. Chứ không thôi để lại sáng này cuốn rồi chạy về. Sợ nó mưa gió thất thường. Anh em còn cuốn câu này kia nữa. Còn luồng câu cắm. Mời cuốn cái luồng câu cắm xong rồi. Nếu mà im anh em chạy ra ngoài xa xa ngoài câu cá. Còn khúc câu dân mình nó gì vậy? Còn câu dân nữa quên nữa. Câu dân còn mấy ngày nữa ha. Mấy ngày mấy đêm chưa thăm nữa. Mời mời. Mới ra thăm mấy thằng câu dân nó mới đi dứt con nữa. Có dính bây giờ nha, thấy vậy chứ. Cũng phải kiếm còi lên nha. Mà tép nó mới dính tép cá cá chứ. Dính nó sảy hết luôn rồi, không có gì đâu. Sợ dính mấy cá ớt rồi này kia nó sảy thôi chứ còn cá ngát là không sảy đâu. Thôi, giờ mấy anh em dắt chuẩn bị vô ngủ nha các bạn. Video của mấy anh em đến đây Phương xin kết thúc. Phương xin kết thúc cái phần chính ở đây của chuyến trải nghiệm 7 ngày trên biển của mấy anh em. Thì chiều mấy anh em cũng có đi săn đêm ở đây, săn kiếm rắn với bà khía nhái hết quá. Nhái nãy có hai ba con gì mấy con nhái thả luôn mà nhái bành bành thôi. Mời mấy anh em đi cuốn câu với thăm câu đi rồi Phương sẽ quay và làm cái phần mời gửi đến cô chú anh chị và bạn sau. Còn giờ Phương xin kết thúc cái phần chính ở đây. Giờ xin chào các bạn. Chào các chú anh chị. Hẹn gặp lại các bạn trong phần 10 vào chiều mai nha. Mai kia nằm. Đây, giờ chuẩn bị anh em đi ngủ. Lấy sức rồi chiến tiếp. Chiến đấu tiếp.